Mình chào tất cả các bạn. Mình về quê mình lên đó các bạn. Có mua hai trái sầu riêng. Ta chỗ cái người bán nó 6 ghi gì nè các bạn ơi. Hạt lép gì đây. Giờ mình khui thử trái này coi nha. Chà, trái này chắc khó khui các bạn ơi. Khó chứ không phải. Xong. Mình cũng làm dân khui sầu riêng chuyên nghiệp nha các bạn ơi. Trái này nó chỗ mình chặt nó ra đi. Đó mình xong rồi đó. Để mình lấy cái dĩa trước các bạn ơi. Phải thủ cái dĩa trước mới được. Dĩa xong rồi nè. Đó. Lấy cái dao bự con này. Trời ơi các bạn ơi ngon quá. Đúng thật là 6 ri cơm vàng. Quá ngon rồi. Thử coi. Nè các bạn thấy không? Thịt mềm ngon luôn nè, thử mấy nha. Rồi ngon các bạn ơi. Ngon. Sầu riêng ngon quá. Mấy cái muối này ngon lắm các bạn ơi. Mấy cái muối nhỏ nhỏ chứ ăn béo lắm. Ít muối quá ta. Trời ơi, cái sầu riêng gì có bao nhiêu muối vậy trời. Thôi rồi. Nhưng mà ngon lắm nha các bạn. Sầu riêng đó là 6 ghi ngon lắm. Tới trái này. Chà, trái này khó khui các bạn ơi. Từ từ. Đó. Cái bụp cái là gà đó các bạn. Đây coi. Ao. À. À, cơm vàng luôn. Trái nhỏ mà nó có vỏ các bạn ơi. Muối quá cái muối rồi. Ồ, ngon quá. Ở dưới quê mình cũng có đi bán sầu riêng nha các bạn. Với mẹ mình á. Mình đem xuống dưới Vĩnh Châu bán á. Nên mình cũng phải biết cách khui sầu riêng nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Nhìn thèm quá. Mình mời các bạn ăn với mình nha. Thôi mình dừng video ở đây nha các bạn. Các bạn hãy đón xem những video sau của mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.